Hôm nay là một ngày đặc biệt của ông Bùi Văn Chương. Thời trai trẻ, ông công tác tại Nga và từng có dịp đấu cờ đồng loạt cùng hai nhân vật lẫy lừng của làng cờ Liên Xô thời bấy giờ. Đó chính là Tigran Petrosyan, nhân vật thứ 9 lên ngôi vương trong lịch sử cờ vua thế giới, và Anatoly Karpov, kỳ thủ đã đi vào huyền thoại với cuộc đối đầu cùng người đồng hương Kasparov vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước. 40 năm đã trôi qua, ở tuổi về hưu, ông lại có dịp mặt đối mặt với một siêu đại kiện tướng thế giới. Nhưng điều thú vị là lần này lại chính là người đồng hương Việt Nam và ra đời sau ông tròn nửa thế kỷ. Ông Chương cũng là nhân vật cao tuổi nhất trong số 20 người được vinh dự giao đấu với siêu đại kiện tướng hạng 29 thế giới, Lê Quang Liêm ngày hôm nay. Nếu làm phép toán vui, cộng tuổi của những cô cậu bé cùng tham gia cuộc giao đấu này như Anh Khôi, Sơn Hà, Nhật Anh, Hồng Phúc, Hoàng Khải thì cũng chỉ mới đến con số 45, còn kém xa tuổi 71 của ông. Trong cuộc giao đấu đồng loạt này, Liêm chỉ có một lợi thế duy nhất là được cầm quân trắng đi tiên trước 20 đối thủ. Còn lại, anh cũng chỉ có một giờ thi đấu như mọi người trong điều kiện phải di chuyển liên tục và tư duy cùng lúc với 20 bàn cờ xung quanh. Đó còn là cuộc chiến của cảm xúc. Một Lê Quang Liêm tự tin, bình thản đối đầu với những gương mặt căng thẳng, tập trung cao độ mà cũng đầy hồn nhiên trong sáng. Mới 15 phút, Quang Liêm đã ăn gần hết quân đen đối phương. Chỉ sau nửa giờ, đã có 10 đối thủ trở thành bài tướng của siêu đại kiện tướng. Và cô bé 10 tuổi Phạm Hoàng Nhật Anh là bài tướng thứ 11. Ở nước thứ 15, ông Chương cũng đành bó tay và vui vẻ nhận danh hiệu tay cờ phong cách nhất. Ông Lê Quang Liêm, tôi định gọi là ông thôi. Nhưng mà Lê Quang Liêm thấy hết. Cái gì mà mình muốn làm ngạc nhiên hay gì thì không có làm ông nữa ngạc nhiên được. Dù rất nỗ lực nhưng cậu bé Anh Khôi cũng xin hàng sau 12 nước đi. Chỉ có Nguyễn Đặng Hồng Phúc chiến đấu đến giây cuối cùng và ghi dấu với danh hiệu kỳ thủ tiềm năng. Dẫu bại trận nhưng với tinh thần chiến đấu ngoan cường cùng với nhiều nước đi xuất sắc, cô bé Nguyễn Ngọc Sơn Hà sinh năm 2001 được chính tay cờ số 1 Việt Nam bình chọn là người có ván đấu hay nhất. Bé Sơn Hà thi đấu có những cái nước cờ rất là sáng tạo và thi đấu rất là kiên cường. Thì ở một số thời điểm thì thậm chí là bé đã có cái thế cờ có lẽ là có thể là hòa được, nhưng mà do còn ít kinh nghiệm cho nên là cuối cùng thì Liêm đã chiến thắng được ván cờ này. Con thấy là có lẽ đây là trận đấu mà hay nhất con cần đánh. Đối với con thì Lê Quang Liêm đánh rất là nghiêm túc, mà anh suy nghĩ nhanh nhưng mà có những nước cờ chuẩn xác. Sau hơn một giờ tranh tài, Quang Liêm chỉ bị cầm hòa một ván và toàn thắng 19 ván còn lại. Đây thật sự là một cái nhiệm vụ rất là thú vị và cũng không hề dễ dàng gì cho Liêm. Thi đấu cờ đồng loạt với 20 người hâm mộ, các bạn cũng rất là yêu thích cờ vua và Liêm có những giờ phút rất là vui vẻ, thư giãn thoải mái. Và Liêm nghĩ là đây là một cái dịp tốt để mà giao lưu với các những người hâm mộ. Hẳn rằng kỳ thủ số 1 Việt Nam vẫn chưa tung hết các chiêu thức lợi hại của mình, nhưng buổi giao lưu và những cái siết tay như thế này sẽ truyền nguồn cảm hứng và tình yêu bất tận cho những người yêu thích môn thể thao trí tuệ.